Triệu quân sự ba lần trốn trại, năm lần đào ngũ là tên phạm nhân được đánh giá là nguy hiểm nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng nhìn lại những năm 1995-2001, cái tên Phước Tám Ngón và Nguyễn Văn Thân là hai tên tội phạm vượt ngục siêu kinh điển, khiến ai nghe qua cũng phải dùng mình kiếp sợ. Vậy những tên phạm nhân nào đã dùng cách nào để trốn thoát khỏi lớp lang, canh gác dày đặc trong tù? Hành động của chúng tinh vi tới đâu? Hãy cùng chúng tôi vén màn thủ đoạn tinh vi của ba phạm nhân vượt ngục được đánh giá nguy hiểm nhất Việt Nam triệu quân sự và ba lần vượt ngục. Triệu quân sự vốn học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên học chưa hết lớp 10 thì nghỉ học. Năm 2011, được sự động viên của người thân, sự khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Sau đó, sự trở thành chiến sĩ tại quân khu 1. Nhưng thay vì rèn luyện phục vụ bảo vệ tổ quốc, sự lại mải chơi game. Trong thời gian quân ngũ, sự nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị và thường xuyên trộm đồ quân tư trang của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau 4 lần bỏ trốn khỏi đơn vị, sự tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống, rồi nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền tiêu xài. Tháng 8 năm 2012, sự vào quán cà phê Hương Sen của Long Biên thành phố Hà Nội để uống nước. Sự đã thấy chủ quán là chị Phạm Thị Xuân Hát đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng, nên đã nảy sinh cướp tài sản. Tại đây, sự đã sát hại chủ quán. Để cuối năm 2012, sự bị bắt tháng 3 năm 2013. Tòa án quân sự quân khu 1 đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt triệu quân sự án tù trung thân với 3 tội danh. Phạm nhân sự được chuyển đến trại giam T10 để thụ án. Tháng 11 năm 2015, triệu quân sự cùng một phạm nhân khác đang thi hành án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung quân khu 5. Trong trại giam, sự cùng một phạm nhân khác có ý định bỏ trốn đã cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ để hàng ngày thay nhau cưa song sắt. Việc cưa song sắt để tránh bị phát hiện sự và đồng phạm hàng ngày đều lấy cơm trộn cát để che đi vết cưa. Sau khi thấy song sắt đã có thể bẻ và thời cơ đã tới, Sự và đồng bọn đã cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ và tẩu thoát ra ngoài. Sau hơn một tháng vào tháng 12 năm 2015, Cục truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên mà Sự đã tiến hành tẩu thoát khỏi trại giam vì quá nghiện game. Sau đó triệu quân sự được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Năm 2016, sau khi bị bắt, sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là trung thân, đồng thời bị đưa về trại giam quân sự khu vực miền Trung tiếp tục thi hành án. Sau lần vượt ngục đầu tiên bị bắt, thay vì nghiêm túc chấp hành án, triệu quân sự lại nung nấu ý nghĩ tiếp tục bỏ trốn. Sau nhiều ngày âm thầm chuẩn bị, vào tháng 6 năm 2020, khi đang phục vụ ở khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân tại trại giam, sự treo qua vọng gác bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau khi vừa khỏi trại giam, sự đến khu dân cư gần trại giam vào nhà dân lấy trộm một quần áo thay đồ, tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 1A. Khi trốn chạy, sự đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau hơn nửa tháng trốn chạy, Triệu quân sự đã bị bắt vào ngày 18 tháng 6 và sự khai báo rằng vì biết đường nào cũng bị bắt nên chỉ muốn quen quần ở Quảng Nam và Đà Nẵng và không muốn đi đâu. Đặc biệt, nguyện vọng cuối cùng của sự chỉ là muốn về gặp mẹ ruột của mình. Và mới đây nhất, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, sự lại một lần nữa trốn khỏi trại giam và các cơ quan chức năng khẩn trương lập các chốt và truy tìm triệu quân sự. Khoảng 14 giờ 30 ngày 1 tháng 6, triệu quân sự đã bị công an Thanh Hóa bắt khi sự đang lang thang trên quốc lộ 1. Trên đầy 24 giờ trốn chạy, triệu quân sự khai rằng mình đã trộm ba quả ổi, hai chiếc xe đạp và ăn hai cốc chè. Cho đến thời điểm hiện tại, triệu quân sự là tù nhân có nhiều lần vượt ngục nhất Việt Nam. Sau hơn 3 lần vượt ngục, chúng ta thấy rằng triệu quân sự có lẽ đã không còn gì để mất. Việc triệu quân sự có thể trốn chạy trong những lần tiếp theo là có thể xảy ra. Và cũng theo sự khai nhận thì chỉ cần sơ hở là có thể đi ngay. Hiện tại, theo luật sư cho biết, mức án cao nhất dành cho sự vẫn là án trung thân, do sự có thái độ coi thường pháp luật, không chịu cải tạo nên sẽ không được giảm án. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội hoàn lương, giảm thời gian thi hành án nếu triệu quân sự nghiêm chỉnh thi hành án và cải tạo tốt. Phạm nhân thứ hai trong top 3 tù nhân được đánh giá là có kỹ năng tinh vi nhất khi vượt ngục, đó chính là Nguyễn Văn Thân. Tên tội phạm có rất nhiều mánh khóe và thủ đoạn, được giới giang hồ đặt cho biệt danh là Thân Do Muống mang án tử tù, Nguyễn Văn Thân không còn gì để mất. Hắn đã có những sự chuẩn bị trong vòng 3 tháng cho cuộc đào tẩu kỹ lưỡng và thành công chót lọt. Một vụ đào tẩu mà đến cả các lực lượng công an, trinh sát phải mất 17 ngày mới săn lùng được dấu vết và bắt giữ Nguyễn Văn Thân về lại trại giam. Nguyễn Văn Thân âm mưu vượt ngục bằng cách cưa cùng chân Thân ra muống, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thân, là con trai thứ tư trong một gia đình nông dân nghèo có 5 người con ở thôn Trung Hà, xã Trung Châu, huyện Đàn Phượng, tỉnh Hà Tây cũ. Với dáng vẻ cao, gầy, da đen tái, dáng người lòng khòng nên Giang Hồ đặt cho gã cái biệt danh là thân rau muống. Học hết lớp 7, thân đã bỏ làng đi phiêu bạt khắp nơi kiếm sống theo các bè buôn gỗ. Năm 1992, sau khi tham gia vào một vụ sát hại người tại Mộc Châu, bị công an tỉnh Sơn La truy nã, thân chạy về quê sống một thời gian, sau đó lại tìm đường ra Hà Nội thân sống lang thang, ai thuê gì làm nấy. Đến đầu năm 1995, thân được thuê đào đường, trôn dây điện thoại ở khu vực phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Đêm 24 tháng 4 năm 1995, trong khi đánh bạc cùng tốt công nhân làm đường tại quán nước nhà anh Tâm, do mâu thuẫn, thân cùng đồng bọn đã lấy mạng anh Tâm và làm bị thương một thanh niên khác. Sau khi gây án, thân bỏ trốn vào miền Nam. Mặc dù bị truy nã, nhưng thân đã tạo được cho mình một vỏ bọc khá an toàn tại tỉnh Bình Phước với cái tên mới là Nguyễn Thành Đa Thân, đã đăng ký tạm trú được một cách hợp pháp tại Bình Long. Tại đây, thân xây dựng một ngôi nhà nhỏ và đưa cả vợ là Nguyễn Thị Lờ từ quê cũng đã tìm vào đây sinh sống cùng với cái tên mới là Nguyễn Thị Nhung. Tuy nhiên chỉ ở đây được 3 năm thì với bản chất hung hãn, thân lại tiếp tục gây thêm trọng tội. Đêm ngày 8 tháng 11 năm 1998, trong khi bóc gỗ thuê ở Trảng Hoa Lư thuộc địa phận xã Lộc Hóa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, thân đã sát hại một nạn nhân trên đường một người cùng làm và khiến một người khác bị thương chỉ can ngăn. Trong vòng 6 năm, từ năm 1992 đến năm 1998, Nguyễn Văn Thân đã tham gia vào 3 vụ đại án đoạt mạng người, trong đó có hai vụ y là thủ phạm chính. Vào tháng 2 năm 2000, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt y mức án cao nhất, tử hình. Ngay sau khi bị tuyên án tử, Nguyễn Văn Thân bị đưa vào giam tại buồng biệt giam số 3, K3, trại hòa lỏ mới. Thân và Nam đã gặp nhau ở trại giam, Thân đã có ý định rủ Nam trốn ngục và Nam đã đồng ý thực hiện theo kế hoạch của Thân. Khi vào trại giam để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu của mình, Thân đã chuẩn bị khá nhiều dụng cụ để mai cùm và cưa cửa như một chiếc rũa được tạo bởi 10 bánh xe bật lửa buộc ghép lại với nhau. Giao lam, màu gạch men vỡ có mặt dưới là xi măng cát vàng để tạo độ ma sát, một màu gương nhỏ để có thể nhìn thấy những người đến gần phòng giam của mình. Với những bộ dụng cụ đơn giản như vậy, sau hơn 3 tháng, thân và nam đã mai cùm vẹt đến mức có thể rút được chân ra. Đã cưa được một lỗ hổng đủ chui qua cửa thông gió và hai song sắt ở cửa sổ tường rào của buồng giam. Để thoát được ra, ngoài các công cụ hỗ trợ khác cho việc vượt tường rào, một biệt giam cũng được hai tên tử tù chuẩn bị đầy đủ như dây thừng. Sợi dây thừng này được thân và nam tết từ những chiếc túi ni lông được tiếp tế. Với sự chuẩn bị kỹ càng và kín đáo như vậy, vào tháng 10 năm 2021, coi như mọi việc đã chuẩn bị xong vào chiều ngày 27. Thời cơ đã đến, thân và nam đã tổ thoát ra ngoài. Ngay khi phát hiện thân và nam trốn chạy, lệnh báo động đã được phát đi và các đơn vị thuộc công an thành phố Hà Nội bắt đầu một chiến dịch truy lùng với quy mô lớn chưa từng thấy. Ngay sau khi bỏ trốn, thân và nam đã thuê một chiếc xe ôm để về quê và vào nhà một người bạn học cũ để xin tiền lấy quần áo và sang Vĩnh Phúc để trốn. Tuy nhiên, chỉ trốn được ít ngày, thân và nam đã bị vây bắt bởi lực lượng trinh sát và kết thúc 17 ngày truy tìm và vây bắt. Thân và Nam đã từng có những ngày sống trong xà lim cùng nhau, rồi trốn chui trốn nhủi cùng nhau. Hai năm sau ngày mai cùng vượt ngục, tháng 10 năm 2003, cả hai lại đi cùng nhau thêm một lần nữa. Lần này là lần đi trả án, cả hai đã phải đền tội cho những ngày tháng coi thường pháp luật cho những tội ác đã gây ra. Và dạng sáng ngày 14 tháng 10 năm 2003 là ngày mà Nguyễn Văn Thân đã phải lĩnh án tử hình là ngày mà thân do muốn phải đền tội cho những thảm án mà mình đã gây ra. Trong những ngày thi hành án trong trại giam, mặc dù thân do muốn có những thủ đoạn và mánh khóe vượt ngục tinh vi để hòng qua mắt những cán bộ quản giáo để trốn thoát ra ngoài, nhưng đâu ai biết rằng, lưới trời lồng lộng, những mánh khóe và thủ đoạn đó đã bị phát hiện. Nguyễn Văn Thân đã phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Khi nhắc đến những đại ca giang hồ khét tiếng, không thể không nhắc đến Phước Tám Ngón với việc gây ra hàng loạt vụ thảm án Ngoài việc được biết đến là một đại ca giang hồ khét tiếng, thì Phước Tám Ngón còn được biết đến là một tử tù có màn đào tẩu ngoạn mục tại trại giam Chí Hòa. 3. Phước Tám Ngón và cuộc vượt ngục không tưởng So với Triệu Quân Sự và Nguyễn Văn Thân, chúng ta phải thấy rằng câu tục ngữ gừng càng già càng cay của ông cha ta hoàn toàn chính xác. Là một tù nhân những năm 1995, nhưng Phước Tám Ngón có những thủ đoạn mánh khóe vượt ngục và cực kỳ tinh vi. Từ đó ta thấy rằng những thủ đoạn của Triệu Quân Sự hay Nguyễn Văn Thân cũng chỉ là những con tép. Khi chỉ với một hộp dao làm mà Phước Tám Ngón đã đào tẩu thành công sau 3 tháng chuẩn bị kỹ càng. Nói đến Phước Tám Ngón, phải nhắc đến thành tích bất hảo khi chưa thành niên. Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc. Phước Tám Ngón tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971, quê Di An, Thuận An, tỉnh Sông Bé, nay là Bình Dương. 17 tuổi, Phước nhận án 3 năm tù tội trộm cắp, sau đó tiếp tục bị đưa đi cưỡng bức lao động. Không chịu cải tạo, Phước bỏ trốn rồi mua súng lập bằng cướp. Đầu năm 1991, tại khu vực Thủy Điện Trị An, Đồng Nai, bằng Phước tám ngón hoành hành. Chỉ trong vòng nửa tháng, nhóm này gây ra hai vụ cướp và một vụ trộm, bắn chết một nạn nhân tại Thủ Đức. Ngày 24 tháng 6 năm 1994, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình Phước Tám Ngón về các tội giết người và cướp tài sản và bị giam ở Trí Hòa. Khi vào trong trại giam thi hành án, Phước Tám Ngón vẫn giấu chót lọt một hộp sao cạo dầu vào trong nhà giam. Ngoài ra Phước còn đem theo một hộp quẹt ga. Đến đêm, Phước đem hai chiếc bàn chải đánh răng ra hơ lửa và uốn cong, dùng dây kéo căng tạo thành một chiếc cưa với lưỡi cưa chính là lưỡi lam. Sau hơn 3 tháng dùng dao lam cưa, Phước đã cưa đứt cùng sắt phi 10. Phước lấy vải cuốn xung quanh vết cưa, đốt nhựa phủ kín lên trên và đồng thời lấy tường nhà vệ sinh đã mục. Đến đêm, Phước đã tháo cùm chui vào nhà vệ sinh, dùng khoen sắt tròn khoét vách tường chỗ bị mục xi măng và cát vụn phước chút vào lỗ cầu vệ sinh đổ nước cho trôi đi phước đã bê gạch xếp vào chỗ ngủ xếp thành hình người đang ngủ để che mắt những cán bộ quản giáo khi leo xuống cầu thang tường thì nghe tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo gã tử tù đã leo ngược trở lên rồi cứ thế đi lên trên nóc nhà để sang khu ah tại đây phước dùng quần áo và khăn nối thành sợi dây cột một đầu và kèo nhà đang đu xuống thì dây đứt hắn té ngất lịm sau khi tỉnh lại, tờ mờ sáng bước vào trong sân, thấy bộ đồ cảnh sát đang phơi, hắn mặc vào người để tránh việc bị phát hiện và qua mắt những cán bộ trừ cổng. Phước lấy thêm chiếc xe đạp và đôi dép đường hoàng dắt xe ra cổng trại giam Chí Hòa. Qua trôi gác cổng trại, tưởng là anh em cán bộ trong trại, người trực đã mở cổng cho Phước ra ngoài. Sau khi thoát khỏi trại, Phước tám ngón tiếp tục mua súng cướp tài sản, hắn gây ra cái chết cho một nạn nhân nữa. Đêm ngày 1 tháng 10 năm 1995, vì hết tiền tiêu, y mò vào một gia đình ở Buôn Ma Thuột để trộm đồ, nhưng bị gia chủ phát hiện và bị bắt giữ. Ngày 29 tháng 4 năm 1996, 13 bị cáo trong băng cướp của Phước Tám Ngón bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Thế phố Hồ Chí Minh với hàng loạt tội ác gây ra. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước Tám Ngón, tiếp tục lệnh án tử hình lần thứ hai. Gần 2 năm sau ngày bị tuyên án tử hình lần thứ hai, Nguyễn Hữu Thành, tức Phước Tám Ngón, đã bị thi hành án tử hình ở Pháp trường Long Bình kết thúc cuộc đời của một tên tướng cướp khét tiếng. Kính thưa quý vị, trên đây là một trong ba tù nhân có màn vượt ngục nguy hiểm và kinh hoàng nhất Việt Nam. Nếu như triệu quân sự đang chịu bản án trung thân, phước tám ngón và thân dao muống đã ra đi mãi mãi để trả án và trả giá cho tội ác của mình. Hãy nhìn vào đây để làm bài học cho những phạm nhân đang thi hành án cũng như những tù nhân đang nung nấu ý định vượt ngục. Hãy thi hành án nghiêm chỉnh, cải tạo tốt, đừng bước qua là danh đỏ để phải trả những cái giá đắt cho những hành động mình gây ra.